Đây, thế thì đi xuống đi. Tình hình là định đi qua nhà ông Philip để cho Tông báo với vợ chồng ông Philip là mất dê. Thế nhưng mà thấy Tông bảo là sáng là Tông cũng báo với ông Philip rồi. Gà này rất là hay nhá. Lúc mà anh quyết tung nó thì nó giả vờ nó không biết bay. Nó không biết trèo, nhưng mà nó không biết bay, nhưng mà khi mà mình không có đây thì chưa biết nó như thế nào. Tông Nam Sơn Tông đi, ra đây. Cái gì? À cái gà, ừ đây đây. Cái gì đây? Canh pha dê à? Antonio này. Sí. Ừ, tá bom. Mete agua. No, ese de comida, soy. De comida. Sí. Uy, uy. Uy, uy. Xin chào mọi người. Đây. Không phải, không có cái gì đâu. Không có cái gì đâu. Không, mũ bảo hiểm. Làm gì có cái gì? Không có gì cả. Quý con hôm nay bộ có bộ quần áo mặc vừa thế. Đây là đây là mũ với nước của bác sĩ. Ừ, xin chào. Xin chào nha. Không có cái gì đâu nha, đây là mũ với nước của bác sĩ đấy. Ra xem cái này của Antonio nào. Esa mate agua. No. Miliu. Mete miliu na faisu. Ta ta ta. Đâu mà anh quyết cây gần abri mai, Brisita abri mai á. Ừ, buraku, abri mai. Cái này đựng nước sẽ không được vì nó sẽ giò đấy anh ạ. Nếu như mà làm kín thì sẽ đựng nước được. Ừ. Ừ, nếu mà đựng làm kín xong là làm nắp ở đây thì đựng nước được. Como? Vamos pila primero, amigo. Nem Brisita pila. Pila también da más en nem Brisita pila. Antonio hàm thấy cái gì đây? Đấy. À, hôm nay xuống Antonio làm cái này để cho gà ăn, bỏ thức ăn để cho gà ăn. Esa bông mai que mete agua, Antonio. Ừ, fecha bem, fecha tudo aquí na embaixo. Tudo aquí, tem que fecha na embaixo. Y ya mete agua, también ya cae agua. Đấy, là cái này thì đáng nghĩa là làm để đổ nước. Thì lại Antonio lại làm để... để làm đồ ăn. Đây chắc là nhìn ở bên Việt Nam đây mà, hay là trên trên mạng đây này. Mai tay anh đã tay cola aquí. Silicone. Anh đã tay silicone. Em tao podi meter ra agora para anh đi kì. Anh đi xin anh đi kì. Uma vez do seca. Đây làm hở hết ở đây. Đây Antonio mà làm bằng silicone. Ganinha ra apanha tudo. Já, mas tem um galho que ainda... Dois, né? Não. Voa. Voa, voa. Agora, ela subiu assim. Subi. Antonio bảo cái con gà trống nó chạm như này, chạm như này, chạm như này này. Cái gì đấy Quỳnh? Không có cái gì. Đã bảo đây là nước với này mũ mà. Không có gì hết. Nước tôi. Cái gì? Không có cái gì. Đây là mũ với nước của bác sĩ. Nhá. Hôm nay không có gì cả. Ok. Hả? Hôm nay không có gì cả. Ừ, nhá. Cái gì? À, xe ô tô hả? Xe ô tô nhà Quỳnh mới mua à? Mới mua ô tô hả? Xe hả? Mới mua xe hả? Đúng không? Hôm nay nhà bạn ấy có khách ô tô đi ở đâu xuống ấy, nên là để ô tô chắn ở giữa đường. Aquí en todo donde mete que sí. Tapa todo aquí. Fazer quando? Hoje de manhã. De manhã? Sim. Mas há pouco tempo aumentei pouco aqui. Aqui, tapa todo. Aqui limpo primeiro. Que dizer, Queen? Limpa aqui primeiro. Aqui tá furado. Aqui, Cho nước cho nước thử trước. Aqui tem eu encontra aqui uma fura do bidão. Começa aqui, né? Começa aqui, ele vai sair muito, né? E rápido, né? Força.
về. Đi đi, ta ta. Đi. Đấy, mãn tôi đang làm thức ăn, bây giờ mình chuyển làm thành nước uống. Cái ông yêu cầu để làm thành cái ống thành cái lưỡi nó cao hơn, nó có được nhỏ tí nào hết. Rồi bạc tình con này. Thì mình cái chế độ bình nhiên. Ôi đây sao là? Chế độ hóng cao quá. Xem ra Quỳnh con. Quỳnh con có cái gì ăn? Đây là hay ghê chưa, ghê chưa? Tranh giành với chị với củ đậu này. Ôi giời ơi. Nào lần Mostva nè, Mostva nè. Đây củ đậu bác sĩ xem nào. Ngon quá, ngon quá. Quỳnh con bây giờ đại ca của cái khu này. Ai cũng bắt nạt được luôn ấy. Mai aki nai shima no tan furado ne. Su aki tan furado tan kita patu do aki nai shima. Đây Antonio là bạn đi học trong cái lúc mà bạn ở Việt Nam xem ở trên mạng để làm cái cho đồ ăn cho gà. Thế ra cái này thì bạn ấy đục nó hơi nhiều lỗ, đến lúc mà đổ nước vào thì nó sẽ trôi nhanh ấy. Cho nên là khả năng cứ dán thế xong sau mà để xem xét xem không đựng được nước thì sẽ là đụng đồ ăn. Nước thì nó cũng không tràn ra được đâu, nhưng mà đổ lần đầu tiên thì nó tràn ra nhanh quá, ở đây thì không kịp đậy thôi. Dạ. Đẹp đấy, làm cái nữa như vậy là đẹp đấy. Sản phẩm đầu tay nếu mà nó có cái gì mà chưa hoàn thiện lắm thì mình lại phải làm như này đẹp mà, đẹp mà. Em chỉ sợ là tức đẹp là cái kém kích cỡ để mà đựng nước thì nó yêu cầu nó tốt hơn. Nó chưa gắn kết với nhau để này cho nó có trọng lực mà nó gắn vào chưa. Anh đang đâu có mẹ? À, Sunny. Sunny. Anh đang đâu có mẹ? Arroz con qué. Bây giờ là các bạn ấy đang nấu ăn, thấy bảo vợ chồng Antonio mới ở chỗ cái đất mới làm, đi làm ở đất mới về. Em tao ra em con ra. Amaha gì? Canh đi ra Amaha. Entra perto de novo. Nós estamos aí agora da Lavra Nova. Nós chegamos mesmo aqui há pouco. Oh, estamos 20 minutos. Đi qua này để hỏi Nelson là nơi cái mũ đội ra xong đi qua hỏi Nelson làm sao mà lại mất con dê nữa à? Ô. Chán đời ta. hai ông này. Vậy mà tôi đến đây hai ông im lặng thế, đi nào. Đi nào. Nào, đi xem em hai vị này đang làm gạch như thế nào mà tình hình buộc dê ở đây trông mà lại còn mất dê à? Làm sao tình hình? Hả? À? Làm sao? Perde de novo. Você amarra ou não? Amarra como ele perde? Como você amarra que ele perde? Aqui, tá vendo, tá gritando, né? Não, tá aqui. Amarramos aqui, ficamos só distraídos aqui embora a conversar, a puxar a dobra. Vamos lá ver, não tá lá mais a cabra. Eu acho que é o mesmo daqui desse lado. Amarra mesmo, sim, amarra filho. Mesmo. Como é ele que é? Diz amarra. Ele é por pessoa, não é? Ele como quer conseguir que diz amarra? Você foi procurar? Sim, estamos lá há pouco tempo, aqui nessa mata. Giramos nessa mata, não está lá. As escadas também foram lá, nos encontramos lá e também já vieram. Também então já passaram na casa do terreno do Mamãe Maria? Mamãe Maria, nós não fomos lá em cima. Ele disse lá em cima. Então você precisa passar lá, porque por ser ela já tem que acostumar de quê? Costumar de que moran lá. Entendeu, né? Não é Mamãe Maria que apanha mais cabrito. Ele tem costumar ficar lá já. Dá lá pra ele. Não é? Sim. Porque do dia do que o cabrito chegar aqui, ele mesmo que já que fica lá. Entendeu, então? Sim. Então, tem que girar lá. Okay. Mesmo você ficar aqui, ele sair. Amarra aqui, né? Sim, amarramos aqui. Mas ele foi ali, ele passou lá, foi por aqui, se foi
Mas você também está trabalhando aqui nisso aí quando você não sabe? Assustamos, porque tem hai mất dê mọi người, hai ông làm ở đây, hai ông làm ở đây. Thế nhưng mà con dê thì buộc ngoài đây, buộc ngoài chỗ này, thế mà mất được. Nó ở ngay cạnh luôn. Ở dê buộc ở đây. Xem còn dây không anh nhỉ? Buộc ở đây để cho nó ăn mà lại còn mất được. Anh xây công kề công cột đào. Xây công cột à? Cả dây đi luôn. Thế thì cả dây đi mà dễ mắc ở trong rừng lắm. Nó đi hướng nào không biết luôn. Chán, số con dê này không được ở đây mọi người ơi. con dê lại về chỉ để thông báo là khổng Nelson không phải là người bắt nó đi thôi. Xong nó lại đi tiếp. À ừ nhờ. Quỳnh nói câu hay. Quỳnh bảo là con dê này về chỉ để thông báo là không phải Nelson bắt để giải oan cho Nelson đấy mọi người. Để giải oan cho Nelson xong lại đi được hai hôm thôi mọi người. Thế vậy con dê này nó không chịu theo đàn rồi nhỉ? Tài thật ý. Còn bọn đàn dê nhà Antonio vẫn đang ở quanh đây để ăn này. Không, nhưng mà nếu như mà bây giờ mà ví dụ mà người trong xóm rừng một lần nữa mà nhìn thấy thì có thể là sẽ ấy đấy, sẽ mọi người sẽ thông báo đấy. Mà thôi tranh thủ bây giờ thì bây giờ có khi là đi lên trên đồi trên phía nhà Antonio đi thăm xem là cái vườn nhà Antonio như thế nào, xong rồi đi tranh thủ xem có dê ở trên đấy không đi mọi người nhé. Em tao vào một cái subin la về la terren du Antonio. Encontrar la una. Baru. Bota de. Trứng bơ rụng rơi bộp bộp ạ. Bota de. Di đu tanh muy tu coi ra le va si da de. Dạ, bota di, bota di. Tava si den di como? Tava si den di como? Um bocado de mandioca. Amai, fala você tava de acidente. Ah, sim, tava se raspar. Ah, assim bonito. Sim. Sim. Yeah, dá licença. Yeah. Có khi thông báo với mọi người luôn ấy anh để. Ở đây mọi người biết hết đi mà. À. Nghe nói chuyện ở bên cạnh mọi người nghe thấy hết. Ở đây mọi người đều biết là mất con dê mà chỉ có trên nhà ông Philip thì không biết thôi. Nhưng mà bây giờ con dê nó quen quá rồi. Putu na ta hoa ka? Ha, wat ta đi. Você não vê que cabri tu do Tony Nelson? Con rắn kia. Đi nào. Con cún nhà Putu. Eo ớt quá. Ula đu tông tam anh, você tam anh passar lá ver que no terreno. Já, vai ter que essa pegada do passando lá para o João. Tudo é que ele já vai. Já vi uma coisa lá daí. Ah, ok. Então, essa é a parte do não, né? Então, vamos subir já. Ali ainda tem cana, já vamos botar tudo para o meu. Já. Aí tem muita cana, ali já para o meu. Ah, de lente. Đi lên xem tranh thủ thăm luôn vườn trên dãy nhà Antonio mấy hôm lâu rồi chưa lên xem thế nào. Đi rồi đã lên trên chỗ đất phía trên nhà Antonio với Maria, đó khoai đây thì tốt rồi. Đó khoai rất là tốt rồi, nhánh tốt thế, bảo các bạn nên cắt bớt lá bớt ngọn này. Xem nó có lang thang trên này không ý trời. Trên này đỗ của các bạn ấy. Đang ra quả rồi. Vườn đỗ trên này khá tốt mọi người. Khá là tốt. Trên này nó cũng đang ra hoa này. Nó đang bắt đầu ra hoa rồi. Tốt ngập đi. Chỗ này là lỗ quả dài.
độ tình hình là trên này tốt lắm rồi. Cỏ cũng nhanh lên đấy anh nhỉ. Ừ. Mới nhổ, các bạn mới nhổ xong một lượt. Trên này toàn bộ đỗ với lạc đấy mọi người. Đang ra quả khá nhiều. Yên đi qua tĩnh. Xem chỗ sáng xem nào. Vâng. Yên tĩnh nhỉ, không thấy con dê nào ở đây hết. Quanh quanh trên này vẫn không thấy có đâu mọi người. Rất là im lặng, yên tĩnh. Qua đây thì chúng ta thăm luôn cái giống sắn của Việt Nam 4 tháng. Phát triển hơi chậm mọi người. Nói chung là nó phát triển chậm lắm nhé. Bữa rồi Antonio phun thuốc rồi. Chỉ đỡ đỡ. Để xem là thời gian nữa nó có ok không. Giống sắn này phát triển chậm nhỉ? Vâng, nhìn nó bé hẳn. Giống sắn 4 tháng phát triển chậm lắm mọi người. Không biết là nó không hợp khí hậu hay như thế nào. Đỗ xanh này. Đỗ xanh trên này thì cũng rất là tốt đấy mọi người nha. Vườn đỗ xanh. Kín ngập luôn. Rất tốt. Trông đã mát luôn đấy mọi người. Ok. Phía bên trên kia là đỗ của nhà bạn nữa kìa. Nói chung là cái chỗ sắn này thì chỉ để làm sao để thu hoạch lấy giống thôi mọi người nhé. Không có củ để thu hoạch đâu. Đỗ chị đẹp chưa này anh Quyết ơi. Đấy. Đỗ siêu đẹp luôn này. Cái đỗ trên này là cái đỗ mà các bạn ấy trồng sau cùng. Cái thúc cuối cùng. Đỗ sạch mốt, không có cỏ luôn. Đẹp nhỉ? Đẹp kinh khủng ấy. Cái chỗ này đất được làm kỹ. Vâng. Nói chung đỗ nó dễ trồng nhưng mà nếu mà kiểu như đất các bạn còn làm cỏ xong rồi cuốc lên xong rồi mới trồng ấy. Trời ơi, nhìn đẹp dã man luôn ấy. Đây này. Bây giờ bắt đầu cũng ra quả bé rồi anh ạ. Ra hoa rồi ra quả bé rồi. Nó ra tầm này khả năng cũng ok. Vườn đỗ trên này với Antonio là đẹp nhất rồi. Trồng đợt sau cùng, trồng các bạn ấy trồng cố ấy. Toàn bộ đỗ này. Cả làng có mỗi khu này là đẹp nhất này, khu này sạch sẽ. Không thấy dê đâu nhỉ? Không thấy đâu anh, không thấy mà. Hình như không nghe tiếng mẹ bẹ. Tiếng người. Rồi. Ừ. đi xem này. Cả bây giờ nhìn một đám chỗ này mà bị dê phá thì mình vẫn vui. Vẫn vui à? Vì là có dê nó có lên đây nó ăn. Nhưng mà không thấy gì cả nhá, vẫn nguyên si. Đỗ vẫn nguyên si luôn. Đi, thế thì đi xuống đi. Tình hình là định đi qua nhà ông Philip để cho Tông báo với vợ chồng ông Philip là mất dê. Thế nhưng mà thấy Tông bảo là sáng là Tông cũng báo với ông Philip rồi, không gặp. Ông Philip ông không gặp. Rồi, tình hình là chúng ta đi xuống thôi mọi người ạ. Bây giờ chỉ hy vọng đến tối xem nó có quay về không ấy anh. Đúng rồi, chúng ta sẽ chờ đến tối để xem con dê nó có quay về không. Còn nếu mà nó không quay về thì các bạn cũng chắc cũng không bị buồn lắm đâu. Tại vì mất một lần rồi nó quen rồi. Rồi mới lại nói chung mất một lần xong lại mất một lần nữa, nghe nó kiểu như lỗi là ở các bạn ấy nọng lỏng lẻo quá ấy. Không, sao tài nhỉ, con dê đấy tài nhỉ, nó vẫn có rút dây đi được, đi quanh quanh ở đây mà biết đâu là chúng ta lại gặp dê thì sao. Thế em xui lắm nhỉ. Em cũng không hy vọng lắm anh Quyết ạ. Không hy vọng á. Vâng. Tại vì nương rẫy của các bạn khắp nơi bát ngát là đồng là cây ấy. Ừ. Bây giờ một con dê nó như vậy biết nó đi nối hướng nào đâu. Đúng nó là, lạc. Đúng là nói như Quỳnh thật, con này chỉ về để trình diện để minh oan cho Nelson thôi. Con dê này ngổ ngáo quá thể luôn ấy. Maxi Galinha Elisubicomo. Galo, Galo Subicomo. Các bạn ấy bảo là con gà nó trèo tường nó ra. Subia sinh từ bắp pula nào. Subico mù pula on đi pula pula
Làm như này mà gà còn trèo được, bây giờ gà còn biết trèo nữa gì thôi à. Nắm trò thế. Đâu hết rồi, gà đâu hết rồi. Entra, entra. Entra tu đủ. Gà thấy người vào trong hết mọi người. Nhưng mà nay các bạn không cho nước à, à nước ở trong kia thôi. Tuy nhiên này phải để cho Maxi với các bạn đi quan sát xem là gà nó ra đường nào nhé mọi người nhé. Này, nhìn con chim gì kìa. Quỳnh vừa nhìn thấy con chim to. Để xem là Maxi sẽ quan sát xem là ra như nào. Maxi vẫn mô tả là con gà nó trèo qua, nó trèo giống như con khỉ ấy, mọi người ạ. Gà trèo như khỉ, tôi thua luôn ấy. Chứ bao giờ mình nhìn thấy gà nó lại trèo như thế đâu. Nó trèo qua cái nan này này mọi người này. Maxi bảo trèo qua cái nan này trèo lên, xong bắt đầu nó bay lên, nó đạp nó bay lên này. Thua luôn đấy Maxi ạ. Đấy, con kia đang ra đứng chờ kìa, không biết chờ để ra không biết. Ba con đã vào chuồng này. Còn mấy con khác thì đang lang thang ở ngoài. Mấy đứa trẻ con bây giờ mới đang ăn trưa đây. Cái gì? Vâng, chào chào. Con này không cắt cánh cho nên bay ra. Ê sao ra ba nhau ăn tanh tâm mấy? Tức là các bạn cũng không quản lý được là tại sao gà có con cắt cánh có con hay không này. Maria bây giờ giải thích rất là đúng mọi người ạ. Maria giải thích rằng là mấy cái con gà này nó đã có thói quen là nó trèo, nó bay, nó trèo lên cây ấy. Cho nên là nó bay được. Cho nên nó vừa bay nó vừa đạp cái cành ấy nó lên được. Này, Maxi này. Thua luôn. Mọi người nhìn này, trông nó thân thủ của nó trông kiểu nhẹ nhàng gọn gàng như này cơ mà. Này, ruồi nó đang còn đốt này, ruồi nó đốt màu này, ghê không? Này Maxi ơi, Maxi này. Này tên đen rù này. Cô đa đưa. Yeah. Phải tạo thói quen cho các bạn đi nhốt gà mà người ạ. Kiểu gì bằng giá nào cũng phải bắt các bạn đi nhốt gà lại. Bây giờ các bạn mới đang ăn trưa đây này. Đến chập tối rồi mới ăn trưa. Chán lắm. À, sao lại còn con nào trong này? Ê, nào, Maxi ơi, mình tên là Shima Ducapuero. Công ạ. Công ạ, tên gì? Đa kì, vâng một cái. Xa bì bà ra kì. Gà này rất là hay nhá. Lúc mà anh quyết tung nó thì nó giả vờ nó không biết bay. Nó không biết trèo, nhưng mà nó không biết bay, nhưng mà khi mà mình không có đây thì chưa biết nó như nào. Chưa biết là nó làm trò gì nó trèo được ra ngoài. Rất là nguy hiểm luôn. Cái việc mà để cho tạo thói quen cho các bạn đi chăn nuôi ấy mọi người. Từ gà đến dê ấy. Rất là mệt, rất là phức tạp. Cứ phải ngày nào phải nắm dần dần, từ từ, chỉnh dần. Chứ nếu như mà mình ở đây, gà nó bay ra đường nào, mình phải để ý rồi, mình để ý để mình sửa rồi. Đây mình cả ngày mình mới xuống đây, buổi chiều mình không quan sát được. Nó có một cái gì bất thường là phải quan sát, nhưng mà các bạn không có quan sát gì cả. Mệt quá. Đi, xuống đi. Cái việc gà ngoe châu bò mệt lắm rồi mọi người ạ. Bây giờ là xuống dưới này để chơi thôi. Fati bây giờ là được nhiệm vụ trông em mọi người ạ. Được giao nhiệm vụ trông em. Fati nghe vẻ chơi mấy em rất là hợp. Rất hay biết trêu em. Trông cái mặt kìa. Trông cái mặt. Con ở đây là mấy đứa trẻ con được Maria kéo ra để làm cỏ, dọn cỏ chỗ này. Bởi vì là chỗ này nó có cái rau cải mà hạt giống trước cây ở đây sẵn rồi, xong bây giờ nó rụng xuống, giờ nó lên đấy mọi người.
đấy. Nếu như mà đây các bạn chỉ cần dọn cỏ thôi thì cũng có rau cải nó lên để ăn. Còn Tông với Nelson thì các bạn ấy cũng vừa nghỉ để ăn gọi là ăn trưa. Hai vị này chắc là thôi chán không đi tìm dê nữa rồi. Enta agora vai procura cabrito. Ô nào, cabrito vai procura ô nào. Vai procura mais. Só pergunta. Só pergunta para o povo passou aqui só. Porque na que tanto na na mãe que tem que só agora lá para perguntar, por isso não não passou lá cabrito. Quando você trabalha aqui, tem alguém que passou aqui? Mas não passou ninguém. Não passa ninguém. Então. Vocês. Aqui não passou ninguém. Vậy là đây là con dê đấy, là con dê, cái số con dê. Thôi được rồi, thế vậy là hôm nay không để các bạn nghỉ ngơi đi, không đi tìm dê, tìm các thứ nữa, mệt lắm. Tầm tối này mà nó không về, chắc chắn là nó sẽ không về nữa đâu. Ngại mất dê. Quando ele não fala nada contigo? Cabrito. Antes de sair, ele tem que falar. Maria procura encontrar de que vai de Maria. Feijão bravo e já encontrar feijão bravo. Ah, bué. Então tira tudo já. Então, feijão bravo é. Então tem que tirar tudo. E café é. É como é igual muito. Ở đây của các bạn ấy có cái cây đậu mắt mèo với lại cây cà phê, quả cà phê nó rất là giống nhau mọi người. Để nó lẫn lộn mà cái đậu mắt mèo thì nó rất là ngứa. Mà mọi người trông đây lá cực kỳ giống nhau, không khác một tí nào. Đấy, thế nhưng mà đậu mắt mèo với lại cà phê. Mắt mèo. Đậu mắt mèo. Đậu mắt mèo. Hai loại luôn. Giống y nhau. Lúc nó nhỏ thì nó còn giống cây củ đậu nữa cơ. Cái này thì rất là ngứa, nhưng mà cà phê thì các bạn ấy lại rang lại giống như cà phê, mùi giống cà phê ở Việt Nam mình đang trồng ấy. Đấy. Rồi, thế tình hình hôm nay, video hôm nay chúng ta đi xuống dưới này để xem là các bạn đi làm như thế nào mà cuối cùng lại mất dê. Mệt. Chả biết là một ngày làm ăn được cái gì, suốt ngày đi tìm dê. Sau nghỉ chơi với dê. Depois não compra mais cabrito, nhá. Tudo de aí compra de procurar cabrito. Como? Dono do cabrito, venha logo pegar. Dono do cabrito? Nesse cabrito que o bode, que vieram junto, não tá fugindo, tá mesmo, tá obedecendo. Tá bom. Agora queremos que tá fugindo. Dono, venha com pegar. Venha com pegar. Não cheira esse cabrito, tá bom, queremos botar no dono. Que coisa, que não tá de todo ficando correndo.